Xin chào em, cô là Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên dạy toán của tổ hợp giáo dục PM. Sau hơn 10 năm dạy học của mình, có một câu hỏi mà các bạn học sinh lúc nào cũng thắc mắc, đó chính là cách học nào hiệu quả nhất trong học tập. Các bạn biết không, trước khi các bạn học viên đến với PM, các bạn thường không biết học làm sao để cho hiệu quả, mà điểm số các bạn rất là thấp, hoặc là có những bạn đã cố gắng hết sức mình rồi nhưng điểm số thật sự là không được cải thiện. Và để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết cô sẽ phải trả lời luôn với các bạn là cách học nào cũng hiệu quả và có thể đạt điểm số cao nếu như các bạn có một mục tiêu rõ ràng và có được một sự kỷ luật trong học tập. Nhưng có một cách mà trong 10 năm dạy học của mình cô đã sử dụng cho các bạn học viên của PM, và sau khi sử dụng cách học này, kết quả nhận được là các bạn học sinh cảm thấy học rất hiệu quả và tuyệt vời. Cách học này là cùng một giáo sư người Mỹ tên là Eric PM sáng tạo nên, có tên gọi là biểu đồ 6CS. Vậy tác dụng của 6CS là gì? 6CS không chỉ áp dụng để giúp cho người sử dụng đạt được những điểm số cao trong học tập, mà bên cạnh đó biểu đồ này còn mở ra một cuộc sống hoàn hảo hơn, dễ dàng hơn đối với người áp dụng nó. Vậy thì các em có biết biểu đồ 6CS là gồm những gì không? Nó là gồm những kỹ năng cần thiết nhất để phục vụ việc tự học trong thời kỳ công nghệ số hiện nay. Nó bao gồm những kỹ năng mà cô muốn học sinh của mình phải nắm bắt và vận dụng tốt. Và để chuẩn bị cho một mô hình giáo dục mới như vậy, cũng như một thế giới mới đang mở ra ngay trước mắt, thì đương nhiên 6CS hoàn toàn phù hợp. Vậy thì 6 bước của 6CS gồm có những gì? Bước đầu tiên đó chính là thu thập thông tin. Ở bước này, học sinh cần phải biết cách thu thập thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề, cách thức hay là nắm bắt các cơ hội liên quan tới thế giới xung quanh. Và có thể giải quyết được những nguồn thông tin trong thế giới số là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Chúng ta có xu hướng mặc định rằng những người sử dụng công nghệ có kỹ năng này, nhưng thực tế là không phải. Người sử dụng thụ động khác với chủ động. Những người thu thập thông tin thì luôn luôn là thu thập thông tin một cách có mục đích và có định hướng. Và bước thứ hai chính là tiêu thụ thông tin. Học sinh sẽ phải cần dành rất nhiều thời gian để tiêu thụ những thông tin mà họ đã thu thập được. Đây là một phần không thể thiếu cho thành công của thời buổi hiện nay. Bạn thường có những câu chuyện về tầm quan trọng của việc đọc sách, nhưng việc tiếp xúc với những thông tin đa dạng và sự tò mò sẽ giúp phát triển ý tưởng một cách tốt hơn rất nhiều. Và ba, đó chính là chọn lọc thông tin. Sau khi thu thập và tiêu thụ thông tin, học sinh cần phải có kỹ năng chọn lựa và phân loại chúng. Phân loại những thông tin chính xác và cần thiết thực sự, đó là một thử thách trong giai đoạn bão hòa thông tin như hiện nay. 4. Cùng sáng tạo. Tại sao bố lại có tên gọi là cùng sáng tạo? Vì sau khi xử lý thông tin, học sinh cần phải biết cách sáng tạo hoặc là cùng nhau sáng tạo những nội dung mới dựa trên tài nguyên đó. Sự sáng tạo là cách tốt nhất để xây dựng nên một hình ảnh cá nhân ấn tượng. Nó cực kỳ quan trọng cho một môi trường làm việc hiện đại, khi mà những công việc truyền thống đang dần biến mất hay ít nhất cũng đang chuyển mình cho một hình thức khác. Và 5, đó chính là sự giao tiếp. Để thành công, bạn không thể thiếu đi một kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng giao tiếp và đưa ra những giải pháp một cách rõ ràng và thuyết phục là điều giúp bạn có thể đứng vững và phát triển khi mà những phương pháp giải quyết vấn đề truyền thống đang dần dần đi vào lối mòn và không còn phù hợp. Học sinh cũng cần biết cách thuyết phục người khác tin tưởng vào câu trả lời hoặc ý kiến của mình đưa ra để sao cho người ta biết rằng đó là một ý tưởng phù hợp cũng như chính xác nhất. Đó chính là tầm quan trọng của giao tiếp. Và cuối cùng là 6. Điều cuối cùng này là khả năng tiếp nhận và kết hợp các thông tin phản hồi cũng như lặp lại các giải pháp cần thiết đến khi mà chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Bước cuối cùng này liên quan đến việc liên tục điều chỉnh và phát triển. Một lần nữa, chúng ta cần nhấn mạnh rằng trong thời kỳ công nghệ số hiện nay thay đổi không ngừng, con người cần có những kỹ năng để thích ứng với những thay đổi đó. Và nếu như bạn muốn thay đổi điểm số hiện nay thì hãy áp dụng 6CS để có thể cải thiện điểm số của mình. Chúc các bạn thành công!